Từ Đức Thắng Xin chào anh chị ạ bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nam mệnh dương lịch ngày mùng 9 tháng 9 năm 1992 âm lịch 13 tháng 8 năm Nhâm Thân giờ là giờ Thìn thân cư tài bạch năm Xem 2022 năm Nhâm Dần tuổi 31 à, đang nằm trong đại vận từ 26 đến 35 rất nhiều biến cố xảy ra đó là giàu sang đó là phú quý nhưng mà đó là tranh chấp đó là thị phi rất dễ mất mát Đấy, thế nên là cẩn trọng trong cái đại vận từ 26 đến 35 À, có tiền có của thì nên à, để vào bất động sản thì sẽ giữ được đấy là cái đại vận 2635 này tiếp theo là gì nhâm thân là tuổi dương mệnh đóng tại cung âm như, à, tức là nghịch lý âm dương nghịch lý à, nhưng mà được cái cung mệnh tốt này cục thân tốt thế nên là số vẫn giàu sang dư giả khá giả đấy chính là mệnh này không không như thế lại còn được ân quang thiên quý được cái vòng đào hoa à, rất cát lợi hay may mắn được thiên khôi thiên việt được lộc quyền à, thiên phủ thiên phủ miếu vượng chi cung mặt tròn da trắng ôn dung thuận hòa thông minh và có tài hoa lập quyền khôi việt càng ra sang giàu đấy là cái tổ hợp sau của cung mệnh mệnh thiên phủ rất thích lộc tồn rất thích hóa khoa rất thích hóa quyền tiếp theo là gì à, mệnh kim cục hỏa mệnh kim cục hỏa cục mệnh tương khắc thiên di lại là cách cục tử vi thất sát đi với tả hữu đắc cách đó, đi với khôi việt chiếu về đi với khoa quyền lộc giáp hóa lộc nhưng mà có địa không đi địa kiếp đi hóa Kỵ thì ra ngoài rất dễ vướng vào tranh chấp thị phi ra ngoài rất dễ bị lừa đảo bị cướp đoạt thì nên cẩn trọng một chút về cơ bản thì ra người được mọi người nể nang tiếp theo là gì thân cư tài bạch là con người à, trước hết mệnh thiên phủ là con người có khả năng quản lý cái tài chính à, tiền bạc thân cư tài bạch có khả năng làm ra tiền đặc biệt con người mà ôm cái vòng đào hoa thì nói chung rất thông minh rất khôn ngoan rất sắc sảo rất nhẹ bén thiên không đào hoa thì là phải đi với thiên không trong cái bộ tam hợp thiên không đi trước thái tuế đi trước thời đại nó rất phù hợp với cái thời đại xã hội kim tiền cái xã hội nhanh nhạy cái xã hội nhạy bén nó không như cái thời ngày xưa cái thời bao cấp cái thời người ta gọi là hơi cổ hủ một chút cái thời người ta gọi là nó phải có nề nếp nó không thích những cái sự biến đổi nó không thích những cái sự à, sáng tạo nhiều còn thời bây giờ nó khác rồi anh chị ạ Càng ngày càng sáng tạo Thế nên thời bây giờ ôm vào cổ vòng đỏ hoa là rất dễ thành công và thành công rất sớm Tiếp theo mời anh chị vào cung mệnh Cung mệnh chính là thiên phủ Thiên phủ thì anh chị biết rồi Thiên phủ là cái kho chứa tiền bạc Thiên phủ là thiên kho quốc khố Thiên phủ liên quan đến những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng Liên quan tiền bạc, liên quan quỹ tiến dụng, liên quan kho lương Kho khố, quản lý chợ, thuyền, bến bãi Rồi là nhà hàng, siêu thị, khách sạn Tức là quản lý một cái diện tích đất đai nào đó Đấy chính là thiên phủ người có thiên phủ thì nói chung là cái tấm lòng nó rộng lượng, nó bao la, nó phóng khoáng là cái sao thiên phủ. Mặt mũi thì đầy đặn, mặt mũi thì phúc hậu, mặt mũi nó toát ra một cái khí nó tương đối uy nghi, nhưng mà nó có độ hiền từ. À, nếu mà nói về uy nghi thiên tướng nó sẽ uy nghi hơn, còn cái độ hiền từ, độ bao dung thì là cái sao thiên phủ thiên phủ miếu vượng chi cung mà mặt tròn da trắng ôn dung thuận hòa cái cách xử thế cái cách cư xử của người thiên phủ nó rất mềm mỏng nó rất nó rất thuận hòa tại vì bản chất của nó là sao hậu phương cái sao quản lý nó không phải là sao tranh đấu chiến đấu như là cái sao phá quân như là cái sao thất sát nhưng mà lá số này khi đi ra ngoài thì khi đi ra ngoài thì nó sẽ có cái lực kích phát mạnh hơn do tử vi thất sát tử vi thất sát là cái thế vua đi chinh chiến lại còn đi với tả hữu đi với lộc khoa quyền thì ra ngoài nó sẽ nhiều cái cát lành nhưng mà có một chút độ rủi ro do không kiếp kỵ nó hội về tiếp theo mệnh mà có thiên việt khôi thì khôi việt là cách văn chương khôi thường khôi ngô việt thường da đen Đấy. nếu nói về thiên phủ bình thường là mặt tròn da trắng ngôn dung thuận hòa nhưng đi với việt thì xem ra có phản phất một chút là gọi là da nâu một chút Đấy. thiên việt thì thông minh thiên việt thì khôn ngoan thiên việt thì rất thực tế trong cuộc sống chứ không phải là văn à, thơ thi ca nhạc họa như văn xương văn khúc mà thiên việt nó là thực tế người có mệnh thiên phủ thiên việt hoặc là thiên khô, phủ thiên khôi mà đứng ở cung mệnh cung tự quan thường thường làm đứng đầu về những ngành nghề liên quan tài chính tức là những cái người mà ít nhất phải là cũng là phải tầm phó đấy đi cạnh những người đứng đầu quản lý trực tiếp là cái sao thiên phủ đi với thiên khôi thiên việt tiếp theo ân quang thiên quý ân quang là khách phong thao trên thời cũng vị dưới thời cũng yêu người mà ân quang thiên quý thì phật tâm phật tính trong người nó cao sống là tốt tâm tốt tính sống là mọi người yêu mọi người mến Đấy, người hơn tuổi cũng mến mà người cứ dưới tuổi cũng yêu à, ân quang là khách phong thao trên thời cũng vị dưới thời cũng yêu tiếp theo thiên phủ lại rất thích với bộ lộc tồn bộ hóa lộc cũng như là bộ khoa quyền đi với lộc tồn là tiền bạc tích chữ đầy kho đi với hóa khoa là có danh dự về quản lý tài chính tiền bạc đi với hóa quyền là cái lực kích phát để làm ra tiền bạc nó khá là nhiều đấy là cái khi mà cái lá số này được cái cung lộc khoa quyền hơi tiếc nó gặp tuần tuần cũng may mắn tuần ở đây nó ở cung âm lá số này tuổi dương thế nên mức độ tuần này nó nhẹ thế nên ra ngoài là được nhiều người vị nể đấy chính là cái tổ hợp cung thiên di của lá số này thiên đức phúc đức thì thông, thông minh khôn ngoan nhưng mà lấy cái đức làm đầu lâm quan thì mồ, mồm miệng là hơi quàng quạc một chút cái khí khá trong người nó là tinh anh lâm có lâm quan dịu dàng tính khí tinh anh lâm quan là như vậy lâm quan là chuẩn bị ra làm quan chuẩn bị đến cực điểm của cái sao đế vượng tiếp theo là phi liêm là tốt tóc dài dâu kiếp sát là nói chung là hiền thì hiền lành thật nhưng không ai bắt nạt được kiếp sát xử sự, sự ba đào mênh mông chính là cái bộ sao này đầu quân thì nhiều khi hơi khó tính hơi cô độc một chút đấy là cái sao đầu quân nhưng mà trong công việc sẽ rất là ký tính rất là chỉnh chu đấy là cái tổ hợp sao ở cung mệnh của lá số này mệnh thiên phủ Mệnh này thì tốt nhất là làm việc là nên kế thừa, ví dụ như gia nhập một cái công ty lớn, một cái doanh nghiệp lớn, tự tự mình khai phá thì tự mình khai phá thì rất dễ vỡ nợ, phá sản, thất bại. Đấy chính là cái cung mệnh Thiên phủ này. Thiên phủ nó thiên về quản lý rồi, nó hợp lý nhất là quản lý. Lá số này ngoài tài chính, kế toán, ngân hàng, bất động sản ra còn hợp với những ngành nghề liên quan đến ăn uống, vui chơi giải trí, đó là phủ đi với đào hoa. Nó là như vậy. Rồi mời anh chị sang cung quan lộc. Quan lộc mà có thiên tướng, thiên tướng hoa khí của nó là ấn chủ về mật công danh, làm về cái mảng nhân sự quản lý nhân sự các thứ thì rất là hợp lý. Ngoài ra thiên tướng của nó tượng là cây bút, tượng là cây bút thì chủ về viết lách, chủ về văn chương, chủ về giảng dạy đấy là sao thiên tướng. Tướng hãm địa thì cái mức độ công danh của nó là bình thường. Tiếp theo đào hoa đi vì thiên không là có nhiều cái sự sáng tạo trong công việc. Đào hoa đi vì thiên không là khôn ngoan, sắc sảo, thông minh xử lý các vấn đề nó rất nhanh nhạy, nó rất nhạy bén đấy là đào hoa đi vi thiên không rồi phục binh trong công việc thì cẩn thận có kẻ tiểu nhân hãm hại phá toán nhiều, nhiều phá toái nhiều kẻ cũng phá ngang ân quang thiên quý thì có cái vận may trong cái cung quan lộc thiên chủ đào hoa thì đúng là làm về những ngành nghề liên quan đến ẩm thực giải trí cũng rất hợp cách thiên thọ thiên tướng đi vì thiên thọ là cát lành quan lộc này là tướng phủ triều viên à, hội chiếu là liêm phá đi với địa kiếp à, như vậy trong cung quan lộc này có rất nhiều cái sự tranh đấu đấu đá ở cái cung quan lộc lá số này thực ra cung thê là rất phức tạp nhưng mà được cái liêm phá địa kiếp phá đi với địa kiếp là hợp cách liêm phá đi với địa kiếp hãm tất cả hãm địa rất cần tuần rất cần triệt thì lá số này có triệt thế nên là có thể kết hợp được với vợ nhưng mức độ là nó vừa phải nó không quá ấy lắm nó không quá rực rỡ cho lắm quan lộc thiên tướng hãm gặp phục bình cung thê liêm trinh phá quân gặp địa kiếp rồi tiếp theo mời anh chị vào cung tài bạch tài bạch là vô chính rượu vô chính rượu thường đa ngành đa nghề có thiên hỷ thì có cái niềm vui về cái khoản tiền bạc mà thiên phủ thì rất thích chi tiêu rất thích tiêu tiền nhưng mà trong công việc lại rất cẩn thận đấy, tính toán nó rất là chuẩn chỉ đấy là cái sao thiên phủ nhưng mà khi mà chi tiêu cho mọi người thì nó rất phóng khoáng thanh long là may mắn này thanh long thân cư tài bạch có thiên hỷ thanh long thì hay nói hay cười đấy, thanh long người ta gọi là gì cái cốt cách cái tú khí nó phát ra trong người phải nói người là số này rất đẹp mệnh phủ đi với quang quý đi với việt thân có thiên hỉ đi với thanh long giáp long giáp phượng nguyệt đức này thiên tài cũng rất tài năng trong khoản kiếm tiền dưỡng thì tiền tài ngày càng nhiều cách cục của cung tài bạch này là tướng phủ triều viên hội quang quý à, tiếp theo là chủ yếu nhất là cung phúc đức phúc đức là gì phúc đức là hồng loan đi vũ tham đi với địa không hóa kỵ cô thần quả tú như vậy cái tổ hợp cách cung tài bạch là tướng phủ triều viên đào hoa phục binh đi với hồng loan hóa kỵ như vậy đào hùng hỉ chiếu vào cung tài bạch mà có con hóa kỵ thì cẩn thận rắc rối về tiền bạc liên quan đến người con gái liên quan đến người khác giới đấy là cái thứ nhất và khi mà có thiên phủ cộng với đào hùng hỉ cộng với hóa kỵ cộng với vũ khúc thì cái cẩn trọng rắc rối liên quan đến người con gái tranh chấp này thị phi này mang danh này mang tiếng này đấy Tiếp theo có địa không ở đây rất dễ xảy ra mất mát Thế nên là các mối quan hệ với người khác giới trong cái khoản tiền bạc các thứ phải hết sức cẩn trọng Nếu không là rất dễ bị lừa, rất dễ bị mất, rất dễ mang danh mang tiếng Đấy là cung phúc đức, cung tài bạch có hồng, đào hồng hỉ đi về hóa kỵ đi về địa không Vũ phủ nó chiếu về, rất nhiều sao tài tinh nó chiếu về cung tài bạch Tiếp theo cung phúc đức anh chị nha, phúc đức cách cục là sát phá liêm tham đi về tả hữu đi về khoa quyền lộc, đi về, đi về thiên khôi, đi về tam thai bát toạn. À, nhị hợp là hỏa tinh linh tinh cách cục là bạo phát bạo tàn như vậy là trong dòng họ này xuất ra nhiều người là kinh doanh buôn bán mà nên giàu, nhưng mà khi lên to rồi rất dễ có cái sự cố xảy ra đổ bể với nợ phá sản. Đấy là tham đi với hỏa linh, nhị hợp với hỏa linh đắc địa ở cái cung ngọ. Tự nhiên nó lại nhập thêm địa không địa kiếp hóa kỵ vào, thế nên là rất dễ xảy ra các cái sự cố bất ngờ mà gây ra hao tốn tiền tài, thậm chí liên quan đến vỡ nợ phá sản thất bại. Tiếp theo ở đây có Hồng Loan ở đây mà đi với cô quả đi với địa không đi với sát phá liêm tham chủ về tình duyên những người con gái ở trong dòng họ nhà cái bạn này thực sự là nó hơi phức tạp có cái sao quốc ấn ở đây thì tượng tượng à, hình tượng của nó là có nhiều người là có chức có quyền đặc biệt là có hóa quyền chiếu về đi với tả phú vật là tượng có quân có quyền rất dễ làm trong nhà nước hoặc nếu không làm trong nhà nước thì cũng có những cái chức vị quyền hành nhất định ở trong xã hội đấy tiếp theo dòng họ này rất hay xảy ra những cái tranh chấp thị phi và có địa không địa kiếp ở đây thì chủ về rất nhiều người có khả năng là mất trẻ chết trẻ mất trẻ chết trẻ thế nên là thế nên là cung phúc đức mà nó chiếu vào cung tài bạch như thế này thì hãy cẩn trọng khi làm ra tiền thì hết sức giữ gìn một chút đấy cái lá số này là phải giữ gìn nhiều chứ không có như lá số khác đâu tiếp theo là cung thiên di đi thiên di gặp tuần ra ngoài thì trước có chắc trở như sau anh thông tuân lợi ra ngoài có tử vi thất sát thì dễ lập nên cơ đồ tiếp theo là ra ngoài mà có tử vi thất sát mà như thế này thì được nhiều người nể vì Đấy, thiên khôi thiên việt ân quang thiên quý lắm người yêu nhiều người mến ra ngoài có tử sát như với tả hữu khoa quyền lập là lắm người nể lắm người yêu có lộc tồn ra ngoài dễ kiếm tiền có hoa khoa thanh danh nổi tiếng có hóa quyền rất có thực lực tử sát đi với tử sát bình thường nó đã là, là hóa thành cái cách quyền hành rồi thêm hóa quyền vào ở đây thì ra ngoài rất dễ vì tranh chấp quyền hành quyền lực mà gây ra tranh chấp thị phi rồi là dẫn đến đổ bể hãy cẩn thận cái cung này rồi cuối cùng cô thần quả tú cô đơn một mình ra ngoài mà có tử vi tả hữu ra ngoài là sẽ có uh, phải nói là có người trợ giúp, có quý nhân trợ giúp, tam thái bát tọa hành thông thuận lợi, có tuyệt ở đây nhiều khi bế tắc đấy cung Thiên Di này tử sát ngũ hành một thổ một kim nó rất hợp với cái, cái mệnh kim của lá số này cơ bản à, cung Thiên Di này là tử sát tả hữu khoa quyền lộc là tốt nhưng mà có địa không địa kiếp hóa kỵ thì hãy cẩn trọng một chút đừng đam mê quyền lực quá mà gây ra cái họa thị phi rồi gây ra cái sự tranh chấp mệnh cách của anh là Thiên phủ cũng là đế tinh, à, cung Thiên Di chiếu cũng là tử vi cũng là đế tinh cái tài lộc và cái quyền hành của anh này nó khá nặng gây ra nhiều khi là làm người ta không ưa một chút nào thế nên là sau khi mà có những cái sự thành công nhất định thì nên phân chia lợi ích rõ ràng một chút đặc biệt khi anh mà kết hợp với những người trong dòng họ thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp thị phi dẫn đến cái cướp đoạt thì hãy nên cẩn trọng khi kết hợp với những người trong dòng họ Tiếp theo cung thê, cung thê mà có triệt thì chắc chắn là cái mối tình đầu nó chả đi đến đâu rồi Đấy là cái thứ nhất, cái thứ, thứ hai liêm trinh phá quân thì chủ về vợ uh, tương đối đào hoa Cái thứ hai phá quân đi với địa không địa kiếp hóa kỵ hay xảy ra tranh chấp thị phi hay xảy ra nhiều cái chuyện nó rất là phức tạp Đấy tả phú bật là có người thứ ba xen ngang nếu mà xuất hiện người thứ ba rồi thì nó sẽ qua nếu mà nói về cô vợ như thế này phá quân đi với địa không địa kiếp đi với tả hữu đi với thiên khôi đi với khoa quyền song lộc như thế này vợ cũng rất đảm đang rất tài giỏi rất năng động theo tháo vát có điều là hai cái lá số này nó không không hợp nhau lắm không hợp nhau lắm cái cung phu thê này phá quân hung tinh hao tinh bại tinh liêm trinh thì cạnh tranh tranh đấu tranh hơn tranh thua khá kinh khủng nhưng mà thiên phủ thì lại ôn dung thuận hòa thế nên là với cái lá số này thì cô vợ nên nhường nhịn chồng một chút nói chung là nó hài hòa hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn Đấy, tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát thích quyền hành thích điều binh khiển tướng tả phú bật thực sự là rất có tài thiên khôi thường là người đứng đầu Đấy, tam thai bắt tọa tính định phóng khoáng sửa lời rộng lượng long đức ở đây tốt tâm tốt tính hiền lành nhưng mà khi đi vào cái à, vấn đề lợi ích vấn đề kinh tế các thứ là địa không địa kiếp hóa kỵ là xảy ra nhiều sự tranh chấp thị phi tiếp theo cung thê này là có hữu bật lại có tướng quân lại có đào hoa phục, phục binh ở đây chiếu về rất dễ có người thứ ba xen ngang Đấy, thế nên là tình duyên gia đạo rất dễ đổ vỡ các thứ trong cái cung phu thế này Trừ phi người thứ ba nó xen ngang rồi Hoặc là có những cái mối tình nó rất ngang trái, nó rất xấu xa rồi Thì nó sẽ đỡ hơn Còn nếu mà là hai người là đến với nhau lần đầu tiên thì thực sự là nó quá phức tạp Cái tổ hợp địa không địa kiếp này là oan trái nghiệp quả, nghiệp duyên Đấy, tạo phú bật là người thứ hai, người thứ ba Còn mà nó xảy ra rồi thì nó sẽ đỡ hơn Đấy là cái cung thế này nhá Tiếp theo là cung huynh đệ thì sao? tiếp theo cung huynh đệ cung huynh đệ mà có thiên hình như bạch hổ thiên hình thì chủ về sự đứng đắn chủ về có kỷ cương chủ về cái sự đoan chính ngay thẳng đấy là cái sao thiên hình đôi khi chủ nó chủ về hình khắc chia ly thế nên là không tượng là không hợp anh em cho lắm cái thứ hai có bạch hổ tăng môn thì anh chị em nó có tài hình đi với hổ như thế này là có cái hiện tượng là có một cái hiện tượng là thường thường là sẽ có người mất trẻ đấy trong cung phúc đức nó báo hiệu như vậy mất khi sinh hoặc mất khi nuôi dưỡng tấu thư là anh chị em tinh tế khả năng ăn nói tốt giáp khôi giáp việt cũng là quý cách hoa cái cốt cách cao sang quyền quý con người của anh chị em là đứng đắn chính trực đàng hoàng hoàn toàn có thể kết hợp được trong cái việc kinh doanh buôn bán làm ăn Mà đấy là huynh đệ à, nhị hợp với cung quan lộc mặc dù có chút xung khắc nhưng mà về tổ cơ bản là cái tổ hợp này là đi với tứ linh tấu thư đi với cơ lương lộc như thế này nói chung là anh chị em các thứ là mưu trí trí tuệ khéo léo hiền lành thiện lương thiện tính thế nên hoàn toàn có thể kết hợp được mặc dù có chút hình khác nếu mà cái sự hình khác nó rơi vào cái hiện tượng mất trẻ mất sớm thì nó đã qua rồi và hiện tại thì hoàn toàn kết hợp được đấy là cung hình đệ tiếp theo cung tật ách cung tật ách này có kình dương thì cẩn thận các bệnh liên quan đến giới đàn ông cái sự nam tính thế nên là abc các thứ nên cẩn thận mệnh lá số này thiên phủ lại có cả đào hoa À, thân là có đào hùng nghỉ Thế nên là quan hệ với người khác giới các thứ hết sức cẩn thận Có kình dương đây này Tiếp theo là gì Có tứ linh lại đi với đồng âm hỏa linh Thì cẩn thận các bệnh lại đi với cả diêu Nếu mà có bệnh liên quan đến à, một chút gì đó Người ta gọi là tâm linh Thì nên à, đi đỉnh đền chùa miếu phủ các thứ Giải quyết thì nó sẽ đỡ Đấy là cái cung tật ách này này Thai đi với kình, Thai đi với kình, đi với điếu, đi với hỏa linh, nói chung là hãy cẩn thận. Thái âm cũng là sao liên quan đến tình yêu, tình ái, liên quan đến cái sự hưởng thụ mà thiên phủ đi với đào hoa thì sự hưởng thụ tương đối cao. Thế nên các mối quan hệ trai gái phải hết sức cẩn thận, chứ không thì mang bệnh, mang tật vào người ngay. Còn tật ách mà vô sinh diệu mệnh mà thiên phủ sáng như thế này thì yên tâm, bệnh nặng thì nó không có, nhưng mà độ rủi ro nó vẫn có. Đấy, hình, diêu, hỏa linh kình là cái cung tật ách này, cung tật ách vô chính diệu thì xét cứ thiên đồng thái âm, thiên đồng nó chủ về bệnh dạ dày, bệnh tiêu hóa, thiên phủ thì là hay, hay, hay ăn, hay ăn, hay uống, hay nhậu, hay nhẹt thế nên là bộ máy tiêu hóa có vấn đề. Rồi thái âm liên quan đến ngũ hành thuộc thủy mà có kình dương đi với sao thai thì cẩn thận cái bệnh liên quan đến giới đàn ông. Hỏa linh đi với diêu như thế này là có cả đồng âm như thế này, cẩn thận các bệnh liên quan tâm linh. Đấy là cái cung tật ách của lá số này. Một cái cung khá là đẹp cho lá số này, đấy là cung điền trạch. Cung Điền Trạch là cự môn Thái Dương đi với Văn Khúc và Thường Văn Sương Văn Khúc ở đây thì thường là nhà cao cửa rộng, nhà to cửa đẹp đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cự môn ở đây lại đi với Thiên Diêu thường thường là ngôi nhà cái hoặc là cái công ty mình làm ăn hay xảy xảy ra những cái sự tranh chấp thị phi bất hòa. Thái Dương thì chủ về quang minh chính đại nhưng mà Thái Dương ở đây là nó đi với cự môn thế nên là vẫn có cái sự bất hòa. Ánh sáng của Thái Dương này nó hơi yếu, nó chưa giải hết được con sao cự môn. Nhà mà có tứ linh thì hay gần đình đền chùa miếu phủ. Tiếp theo là gì? à, cung điển trạch có cự môn thái dương như thế này tính ra vẫn là tốt anh chị nha cự môn ở đây là đắc địa thái dương ở đây tuy hãm nhưng mà cũng dương gọi là số này sinh và sinh vào giờ ban ngày nó không khắc kỵ lắm so với sao thái dương à, cung điền trạch là văn khúc này có tứ linh này có long phượng chiếu về cơ bản là ổn là tốt có thể kinh doanh buôn bán đất đai được là cái lá số này tiếp theo thì vào cung phụ mẫu đầu tiên phụ mẫu mà có hỏa linh thì chắc chắn là không hợp với bố không hợp với mẹ đặc biệt là không hợp với mẹ nhiều hơn tại vì ở đây là nó có xuất hiện cái sao thái âm thái âm không những hám địa mà ở đây là lá số này sinh vào giờ ban ngày thế nên cái sự khắc kỵ khi ở gần mẹ nó tương đối nặng thế nên xa nhau ra thì nó sẽ tốt hơn mẹ mà có thiên đồng thái âm đi văn xương đi với hỷ thần thì miệng cười tươi như hoa khai phụ phong cáo là bằng cấp sắc phong đi văn dương là học hành thông tuệ giỏi văn chương chứ nghĩa sinh mộ vượng tốt tâm tốt tính hiền lành sống có tình có nghĩa có trước có sau khả năng ăn nói thuyết khách là giỏi là sao văn xương đi với điêu khách à, khả năng cảm thụ âm nhạc liên quan thi thơ ca nhạc họa và cái sự hưởng thụ tương đối cao là cái tổ hợp này lại có long có phượng chiếu về lại có văn xương thai phụ phong cáo đúng là mệnh phụ phu nhân đấy là cái cung phụ mẫu này chỉ có điều là đi với hỏa linh một trong hai người rất nóng tính và nó có cái sự gì đó không hợp ở gần nhau và gây ra nhiều cái khắc xung đấy là cái cung phụ mẫu này này tiếp theo mời anh chị vào cung nô bộc cung nô bộc là cách cục cơ nguyệt đồng lương về cơ bản nếu mà cơ lương đi với lộc mà sáng sủa đắc địa thì bạn bè trợ giúp của mình hoàn toàn có thể kết hợp được thiên cơ trí tuệ á, linh hoạt quyền biến thiên lương là thiện lương thiện hiền lành thiện tính nhưng mà nô bộc có tuần là một cái sự cản trở lớn này cái thứ hai có tang môn bạch khổ có thiên khốc thiên hư xem ra kết hợp với nhau nhiều cái sự buồn phiền nước mắt cái thứ ba là có cái sao đà la ở đây có thiên hình có bạch khổ có đường phù ở đây có hỏa tinh linh tinh cái sự khắc kỵ nó lại càng lên cao thế nên là việc kết hợp với cái đối tượng bạn bè nhiều khi nó rất khó khăn nó rất khó khăn đi đi cái đi cái đường dài là thực sự là nó hơi gian nan vất vả nô bộc lục hại với cái cung quan lộc thế nên cái tượng là kết hợp thì cái mức độ nó cũng vừa phải thôi cái sự trợ giúp của bạn bè nó ở mức vừa phải đấy chính là cái la số này của cung nô bộc cơ lương ngũ hành thuộc mộc à, không hợp với mệnh kim hợp với cục hỏa nhưng mà nó vướng cái sao tuần hơn thế nữa thì cái cung nô bộc này là còn tăng hổ còn là khốc hư còn là tiểu hao như vậy có lục bại tinh thì năm con vào đây kết hợp với nhau không ổn tiếp theo sát tinh thì có ba con đà linh hỏa đấy. tiếp theo là kể cũng có cái cách hay là hóa lộc hóa khoa hóa quyền khoa quyền song lộc và cung nô cung di nhưng mà vướng hết tuần rồi Thế nên là kết hợp là nhiều cái bất ổn nhá. Tiếp theo cung tử tức này, cung tử tức là gì? Cung tử tức là vô chính diệu gặp triệt. À vô chính diệu gặp triệt cách cục là cơ nguyệt đồng lương hội cự nhật. Sinh mộ vượng thì đông con đông cháu, nhưng mà đi về hao, đại tiểu hao tuế phá thiên hư thì hiện tượng là có mất mát khi sinh khi nuôi dưỡng. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai văn tinh thì văn tinh cộng với cung mệnh vô chính diệu như này, con cái sau này thông minh tinh ý. Gặp cái sao thiên mã ở đây lại đi về âm dương chiếu về sau này con cái xem ra là không ở gần cha mẹ. Rồi tiếp theo là gì Phượng Các ở đây À con gái có một cái nét đẹp, nét xinh, nét sang Đấy là cái sao Phượng Các à, Cung tử tức này có văn xương văn khúc Thì con cái là học hành thông tuệ giỏi giang Thêm nữa là có thai phụ phong cáo Đúng là có sắc phong bằng cấp các thứ Tiếp theo là có bộ uh, cơ Nguyệt Đồng Lương đi với Cự Nhật sau này rất dễ làm những ngành nghề liên quan đến uh, thứ nhất là phiên dịch viên, kinh doanh buôn bán, bán hàng liên quan đến uh, thậm chí liên quan đến xuất nhập khẩu là cái tổ hợp này ngoài ra có Hỏa Linh Đà ở đây thì có thể làm những ngành nghề liên quan công nghệ, Cự Môn là cái miệng nó chủ về ăn nói giao tiếp, Thái Dương, Thái Âm nó chủ về xuất hành xuất ngoại đi xa, cũng lại cả Thiên Mã ở đây thì đúng là tượng sau này rất dễ con cái rất dễ đi du học, đi nước ngoài hoặc là đi ra nước ngoài để làm việc, đấy là tượng cung con cái này, thế nên sau này là ít khi gần cha mẹ. Còn cơ bản cung con cái này ổn, vô chính diệu gặp triệt triệt ban đầu thì sinh con để cái nó hơi khó khăn, đại tiểu hao là mất mát nhưng càng về sau nó có chàng sinh ở đây thì số lượng nó nhiều, số lượng nó nhiều, đông đinh đa đinh. Tiếp theo vô chính diệu ở đây đã có cự nhật chiếu, cự nhật một bắc một nam ở cái cung dần là cung dương, thế nên tượng là tượng sau này là trai nhiều hơn gái rồi đấy là cung tử tức tiếp theo mời anh chị vào các đại vận của lá số này đại vận đầu tiên này thiên đồng thái âm đồng là phúc tinh thái âm là hưởng thụ nhưng mà hãm địa thế nên là cái sự hưởng thụ cái sự may mắn nó không được nhiều cái thứ hai hỏa tinh linh tinh nó chủ về gian nan vất vả khó khăn cái thứ ba văn xương văn khúc thái phụ phong cáo nó chủ về học hành công danh khoa bảng mà đi với tổ hợp hỏa linh đồng âm hãm địa như thế này hỏa linh thì đắc địa nhưng mà đồng âm thì hãm địa mẹ lá số này sinh vào ban ngày thế nên cái vận 16 đến 25 cái vận học hành cái thứ nó, nó hơi trục trặc nó không được hành thông thuận lợi hơn thế nữa nó lại vào vòng tang tuế á, tang tuế điếu tức là có thiên mã mã ở đây ngũ hành thuộc mộc kim thì không hợp thế nên cái tổ hợp từ 16 đến 25 cái vận này là nhiều biến động nhiều thay đổi nhưng mà xu hướng nó không có lợi đặc biệt là cái khoản học hành nó không được lợi lạc cho lắm tiếp theo vận 26 đến cái vận 35 vận này thì vũ tham nhị hợp với hỏa linh cách cục là bạo phát bạo toàn tham hỏa tham linh đấy À, thêm nữa thì có gì có hóa lộc có lộc tồn có hóa khoa có quyền tả vũ và tam tai bát tọa tượng ban đầu là may mắn anh thông thuận lợi nhưng mà sau độ rủi ro nó rất cao rủi ro mặt cái thị phi này là con hóa kỵ này rủi ro của không kiếp linh hỏa là tượng vất vả gian nan là tượng dễ bị cướp đoạt những cái thành quả mình làm ra thế nên là cẩn trọng một chút trong đại vận 26 đến 35 khi mà có thành quả rồi thì nên giữ gìn 26 đến 35 cái vận bạo phát bạo tàn thiên phủ nói chung rất kỵ tuần triệt rất kỵ địa không địa kiếp thì cái vận này nó gặp cái tổ hợp sao này thế nên là cũng tương đối nan giải tiếp theo là vận 36 đến 45 vận này cự nhật cự nhật dần thân thì tốt rồi cự nhật lại đi với tứ linh thế nên vận này nhiều cái cát lành nhiều cái may mắn hành thông thuận lợi tất nhiên là nó có một chút tranh chấp thị phi trong cái vận này còn lại cơ bản vận này rất rất ổn định có thể phát triển về công việc có thể phát triển về nhà xưởng có thể phát triển về cơ cửa hàng cửa hiệu vân vân đấy là cái vận 3645 Cơ bản là vận này tốt kiếm tiền nhiều nhưng mà chi tiêu lắm đấy là con sông hao Tiếp theo đi về tuế hình hổ phủ thì rất dễ liên quan đến pháp luật trong cái vận này Cự cự tuế hình hổ phủ đấy là cái vận 3645 Tiếp theo cái vận 46 đến 55 Cái vận này thì hãy cẩn thận vận 36 thì vừa được một chút thành quả vận này có đào hoa có phục binh có thiên không đấy, Mệnh lại là thiên phủ như vậy vận này rất dễ xa ngã ăn chơi các thứ Thế làm cho các cái thành quả từ cái vận trước nó bị mất đi thế nên là vận này là vận nên giữ gìn những cái thành quả của vận trước tiếp theo là vận năm sáu đến sáu năm nói chung vận này thì gian nan vất vả mệt mỏi đấy là thiên cơ thiên cơ nó chủ về đầu óc nó chủ về tính toán nhưng mà cơ đi với lương đi với đà đà la là chỉ trệ đà la là kỳ đà cản mũi đi với tang hổ đi với khốc hư toàn thấy buồn phiền nước mắt cản trở thôi tiếp theo hỏa linh nó chiếu vào chủ về gian nan vất vả thế nên cái vận này là cái vận cần phải suy xét cẩn thận một chút cẩn thận một chút tính toán cẩn thận một chút nhưng nó rất khó thành công cho cái vận 256 đến à, 65 tiếp theo cái vận 66 cái vận 66 thì nói chung tuổi già rồi có lẽ chúng ta nên dừng lại nhưng cái vận này nó chủ về cái độ phiêu lưu cái độ rủi ro khá cao đó là tử sát đi với khoa quyền lộc đi với tả hữu đi với thai tọa ban đầu tượng thấy may mắn hanh thông thuận lợi nhưng cuối cùng có không kiếp kỵ vào đây thì cũng vẫn chủ về mất mát chủ về bị cướp đoạt đấy là cái vận 66 tiếp theo năm 2022 năm 2022 lưu thái tuế vào cung tử tức mà lại có song hao tuế phá khốc hư như vậy có hiện tượng là nếu có xu, nhu cầu muốn sinh con đẻ cái thì rất dễ có hiện tượng mất mát nên cẩn trọng một chút đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nó chiếu vào cung điền trạch tức là có hiện tượng mua sắm đất đai nhà cửa hoặc là điền sản hoặc là những cái tài sản có giá trị cái thứ hai là tiếp theo lưu tang hổ khốc hư lưu kình lưu đà vào cung huynh đệ và cung nô bộc thì hiện tượng là các cái vấn đề liên quan đến buồn phiền về huynh đệ và người giúp việc hoặc đối tác làm việc là nó xảy ra nhiều cái chuyện không hay. Đấy là cái vận à, cái li các tổ hợp sao lưu này. Tiếp theo là gì? Năm 2002, năm dần là số này là sinh năm thân, dần án à, thân tí thìn thìn thìn. Thế thế thì thân nó sẽ ở cái cung à, tuất, thân dậu tuất hợi tí Sửu dần. Đấy cung a à, đây tiểu hạn và cung dần như vậy liên quan đến anh em ruột nhà mình là một. Cái thứ hai liên quan đến người giúp việc là hai như vậy là tượng trong năm nay là nhiều cái chuyện buồn phiền. Liêu Tang môn, Liêu Bạch khổ, Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Nư, Liêu Kình Dương, Lưu Đà La vân vân. Rất rất nhiều trắc trở trong cái liên quan đến cái phần huynh đệ này thế nên cẩn trọng một chút. Đặc biệt là có hổ hình phù như thế này đi cự môn rất dễ liên quan đến uh, tranh chấp kiện tụng pháp luật liên quan đến anh chị em ruột hoặc là cái đối tượng nô bộc này. Hai cung này xung chiếu, đấy là cái tiểu hạn. Tiếp theo cái vận này cái năm này năm 31 tuổi 26, 27, 28, 29, 30, 31 à đây năm nay còn liên quan một cái vấn đề nữa liên quan trục trặc về tình duyên tình ái đấy, năm nay là có sự cố khá là nặng thế nên năm nay là phải bao dung rộng rãi bao dung rộng lượng cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau ít nhất là phải qua hết năm nay chứ không thì rất phiền năm ngoái vào tiểu hạn năm xỉu và cung phu thê đã thấy lục đục năm nay 31 tuổi nó lại vào cung phu thê như vậy là có hiện tượng lục đục mà có tả phù bật có đào hoa có phục binh như này rất dễ có người thứ ba xen ngang đấy là các cái tượng của năm nay tượng năm nay là công danh tài lộc tình duyên gia đạo nói chung nó lục văn đục hết mà trong cái đại vận này nó đã thấy lục đục rồi vũ khúc vi quả tú lại đi với cô có thần quả tú lại đi với Hoa kỵ địa không địa kiếp chỉ có thể bao dung cho nhau là cái thứ nhất cái thứ hai là ở xa nhau ra chứ còn kết hợp với nhau trong cái đại vận này thì gian nan vất vả sang 36 thì hoàn toàn kết hợp được đấy là tổng quan cái các đại vận của bạn cũng như là trong năm 2022 tiếp theo đến các cái tháng cát hung của bạn tháng một này có đào hùng hỉ có thanh long may mắn cắt lành anh thông thuận lợi nhưng mà có hóa kỵ địa không ở đây thì cẩn thận một chút tranh chấp thị phi tiếp theo có phục binh ở đây đi vũ phủ chiếu về cẩn thận bị lừa tình lừa tiền Đấy là cái tháng thứ một cái tháng thứ hai thì hao tài tốn của này là cái tháng thứ hai cái tháng thứ ba thì trục trặc về tình duyên cái tháng thứ tư dễ tranh chấp thị phi liên quan đến uh, kiện tụng pháp luật tháng thứ năm thì tài lộc dư giả có nhiều cái vận may đặc biệt đây là ân quang thiên quý tháng thứ sáu vất vả gian nan khổ cực trong công việc tháng thứ bảy là tranh chấp thị phi mất mát về mặt tiền bạc cô đơn buồn phiền tháng thứ 8 thì tốt về mặt công việc nhưng mà hao tài tốn của tháng thứ 9 thì cẩn thận họa đào hoa công việc bất ổn tháng tháng 10 thì nói chung là công việc chậm trễ công việc chậm trễ công việc trì trệ là tháng 10 tháng 11 thì cắt lành hơn lộc tồn công danh tài lộc khoa bảng tốt nhưng mà mức độ nó bình thường gặp tuần rồi tháng thứ 12 tháng thứ 12 là có tứ linh này à tháng thứ 12 chủ về vất vả chủ về gian nan khổ sở nhưng được cái nó bình an hơn các cái tháng khác đấy là đi với tứ linh nhưng mà có có, có cái tổ hợp hỏa linh kình đi với lưu kình lưu kình nó chủ về vất vả đấy là tháng 12 rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị trong các lá số tiếp theo